Hi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình cập nhật cái công trình tường rào nhà chú Non phiên bản giai đoạn 2 nha các bạn. Hôm trước là làm mới phần móng với mấy lớp gạch thấp thấp bên kia thôi. Hôm nay là đã lên được dạ tuyển từ thành phố Buôn Ma Thuột. Phóng viên Buôn Ma Thuột xuống quay coi thợ đồ làm ăn có tốt không. Còn cái trụ này mới làm được bên nha các bạn, còn phía bên này mới có làm cái chân phía dưới này, mới làm một trụ thôi. Mà hôm nay trời nó mưa quá, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 9 nó vẫn còn, nên nay trời mưa, chuẩn bị đón bão số 10 nữa đây. Mưa to, trời mù mù mà sáng lỡ trộn xi rồi, bây giờ là trộn đá 1-2 vô để đổ vô cái trụ cổng luôn nha các bạn. Hello. Chưa mà, rồi hello lại. Hello. Đây chủ thầu nè, còn đây phụ hồ. Chủ nhà kim phụ hồ. Ủa vậy đổ hay sao? Đổ vô xô xong leo lên đổ chứ. Trụ cổng này rất là cao luôn á, cái này 2 mét mấy rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 tới 27 lớp gạch, rất là cao luôn. Đây chắc là làm cái cổng sắt to này, làm tới 3 cái chỗ bắt lề nha các bạn. Rút kinh nghiệm từ mấy đợt trước là làm là cái cổng sắt hộp 48 nó bự quá, mà cái lề làm có 2 cái nó bị sập cổng các bạn, kéo qua kéo vô một hồi nó sập, nên đây là phải rút kinh nghiệm làm tới 3 lề cho nó cứng nha. Ồ, đổ này chắc vẫn còn dư đó. Ca thêm bài nữa chứ yêu đời Xuân. Ca lại bài miền Trung lũ lụt ấy. Trời mưa gió mà thợ vẫn làm chiến đấu rất là sung sức nha các bạn. Hôm nay anh em chết không sợ mưa gió. Cố gắng làm hoàn thành công trình. Công trình đã được 3 ngày rồi ta. Có 1 ngày không làm mà. 3 ngày thôi. Mới làm 3 ngày thôi chứ mấy. Gì vậy ta? À, làm cái kiểu bên này làm sắt ngang hả? Ngang rồi hàn gập. Rồi mấy lọt tàu mà cổng tủ. Trời này vậy được rồi, làm vài xíu nó vô quánh xị ngủ, đúng không? Khổ quá mà trời mưa cũng đi làm đây. Đây mới kéo cái cuộn lưới B40 về đây các bạn. Nó lưới này 1m2 nha. Cái cọng của nó nhỏ thôi chứ không phải cọng lớn. Tại ở khu vực này, khu vực Tây Nguyên nó cũng ít rỉ sét các bạn, chứ còn mấy cái vùng biển gần nước mặn rồi á là phải cần cái loại lưới 30, cái cọng nó lớn, nó dày hơn cái này rất là nhiều để nó có thể là chống lại cái rỉ sét oxy hóa nha các bạn. Thì cái cuộn này nặng 89-90 kg các bạn, là giá 16.500 1 kg nha. Thì một cuộn này nằm ở khoảng giá là 1,5 triệu nha các bạn. 1,5 triệu làm cho 41 mét làm ok nha. Chiều cao 1m2. Mưa quá, học sinh đi học về rồi. Mặc dù là hồ còn dư nhưng mà cái trụ kia nó, cái ruột nó cũng nhỏ các bạn, trộn đá 1-2 vô, trộn bê tông đổ vô nó đòi trụ rồi. Giờ còn nhiều anh em thợ là tắp hết vô trong chân này, bữa sau cho nó cứng luôn. Trời mưa càng lúc càng nhiều rồi. Gạch ngoài nữa hả? hai cái ô phía hai bên cổng là làm sắt hộp nha các bạn, hàng khung sắt hộp rồi vài bữa hàng sắt dọc. Còn ở xa kia thì mấy lấy kéo lưới. Cách cả một ngọn bụi này. Đây nè nha. Chỉ hô là rồi, ok các bạn. Trời nó hết mưa thì vừa làm hết hồ luôn nha. Giờ chuẩn bị nghỉ, nói chung lúc mưa thì làm, còn lúc hết mưa thì nghỉ. Nhiều lúc nó hay vậy á. Rồi mình cập nhật cái tiến độ hàng rào, nói chung xây hôm nay ngày thứ ba các bạn. Nói chung anh em thợ ở nhà tự làm không à, chứ không có thuê bên ngoài, nên là cái tiến độ công trình nó hơi chậm xíu nha. 3 ngày được phần bên này nó có mấy mét à, phía bên này giáp hàng rào bên hàng xóm rồi có mấy mét thôi, còn phía bên kia nó dài hơn. Không, mà bên kia kéo lưới thì làm nó đơn giản hơn các bạn. Còn ở chính giữa đây là cái cổng này, còn hai bên là mình trang trí sắt cho nó đẹp đẹp xíu đó. Làm xong rồi hôm sau là tô xong rồi hàn sắt rồi sơn, đó là ok hoàn thiện nha. Còn phần cổng này chắc làm sau á, cái cổng làm sau chứ hay làm luôn chú? Cái bộ cổng á làm luôn hả? Về cái chi phí thì hôm trước mình chia sẻ các bạn là cái tiền vật liệu thì nó nằm ở khoảng gần 8 triệu các bạn. Hôm nay mới mua thêm cái cuộn lưới B40 loại 1m2 nữa thì nó 90 kg các bạn, thì thêm 1,5 triệu nữa là cỡ 9,5 triệu rồi chi phí phát sinh rồi tùm lum tùm lưa nữa thì chắc cỡ 10 triệu rồi các bạn. Rồi xong, nghỉ khỏe. Làm xong lạnh quá phi phèo trong điếu thuốc cho nó ấm nha các bạn. Thợ cá. Mình kết thúc video tại đây nha. Mình cập nhật cái tình hình hàng rào này cho các bạn xem thôi. Nếu mà các bạn yêu thích nội dung video thì đăng ký kênh ủng hộ mình. Cũng như là bạn nào mà muốn làm hàng rào mà thích cái mẫu này thì có thể làm theo nha. Hai bên này các bạn làm sắc hộp cho nó đẹp, không, hai bên cổng á. Còn ở kia thì có thể tiết kiệm chi phí, nó kéo lưới 70 nó rẻ. Làm cỡ chừng lên 5 lớp gạch hoặc 6 lớp gạch gì đó rồi kéo lưới thôi nha các bạn.